Video này mình xin chia sẻ với mọi người cái mẫu đầm bé gái ha, ship ly có chai dây kéo ha, tay dúng và trang trí eo, ngang eo ha. Đây là số đo đầm ship ly cho bé gái, dài 75 cm, vai 28 cm, vòng ngực là 56, hạ eo là 57, vòng eo là 52, tay dài 12 cm, cỡ tay 12, vòng cổ là 30. Sau đây mình sẽ bắt đầu vẽ. Đầu tiên thì từ dưới này bạn lên cho mình đầu khoảng 3 cm. Bạn sẽ lấy lên cho mình bằng số đo hạ eo ha. Hạ eo là 27. Hạ vai cho mình là 1/10 vai. Vai 28. Là hạ là 2/8. Vào cổ 6 cm. Vào vai là 1/2 vai, vai là 1/2 là 14. Hạ ngực bằng 1/4 ngực ha, trừ 1 cm. Ngực 56, 28, 14, 14 trừ 1 còn lại 13. Ngang ngực bằng 1/4 ngực cộng 2. 18, 14, 14 cộng 2 là 16. Bằng vào nách cho mình là 2 cm. Bạn đánh cong vòng nách ha. Ngang eo bằng 1/4 eo. 52, 1/4 là 10. 52. 26, 13. 13 cộng 2 ha là 15. Rồi đây bạn xuống cho mình là 1 cm ha. Vào cổ thì bằng 1/5 cổ. Cổ là 30, 1/5 là 6 cm ha. 6 cm bằng cộng cho mình 1 cm nữa là 7 cm. Hạ cổ thì bằng 1/5 cổ cộng 2 ha. 6 cộng 2 là 8. Đánh cong vòng cổ ha. Rồi ha, mình sẽ cắt sát theo cái đường vẽ ha, chưa có trừ đường may, chưa có cộng thêm đường may ha. Thì khi bạn đặt lên giải thì bạn cắt cho mình là chừa cái vòng cổ là
0,7 xăng ha. 0,7 xăng. Vai là 1 xăng. Và cái vòng nách cũng 1 xăng ha. Riêng cái phần sườn thì bạn chừa cho mình là 1,5 đến 2 xăng ha. Rồi, dưới cái phần này bạn chừa cho mình 1 xăng. Đây là dải xếp đôi. Tiếp theo thì mình sẽ đặt lên và mình vẽ cái thân sau. Cái thân sau ha. Thì là chiếc ha. Thân sau thì một chút xíu nữa mình sẽ chừa đường may cái đường sống lưng. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ vẽ cái thân sau. Bạn sẽ chàm dây lên cho mình là 1/10 vai ha. Là 2/8. Vòng cổ trước, ngang cổ trước là 7 xăng, ngang cổ sau sẽ là 7,5 xăng. Hạ cổ cho mình là 3,5 xăng. Và sẽ đánh cong vòng cổ. Mình sẽ đo cái vai trước ha. 7/6, mình sẽ lấy vai sau cũng 7/6. Sẽ đánh cong cái vòng nách. Đường sườn thì nó sẽ bằng ha. Rồi đường ở dưới này thì nó bên đầu này mình sẽ ngắn hơn 1 xăng ha. Mình sẽ vẽ bằng ngang. Vậy là mình đã vẽ xong cái thân sau của cái phần trên ha. Rồi cái đường này á, khi mình đặt lên dải cắt bằng chừa cho mình á, là 2,5 xăng ha, để mình may dây kéo. Vòng cổ thì chừa 0,7 xăng, vai chừa 1 xăng và vòng nách chừa 1 xăng ha. Còn đường sườn thì bạn chừa cho mình là 1,5 xăng đến 2 xăng. Rồi đường ngang eo thì bạn chừa cho mình 1 xăng. Đó, mình đã vẽ xong cái phần trên của thân trước và thân sau ha. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ tay. Tay dài là 12 xăng. Hà tay là bằng 1/10 vòng ngực. Ngực 56, 1/10 là 5/6, 5/6 cộng 3 là 8/6. Ngang tay bằng ngang tay bằng hạ ngực thân trước. Hạ nách thân trước ha. Hạ nách thân trước là 13 xăng. 13 xăng cộng
1 xăng là 14. Rồi tay này nó có độ dúng ở trên phần đầu dài ha. Thì bạn sẽ cộng cái độ dúng cho mình. Đây mình sẽ cộng độ dúng là 4 xăng ha. Mình sẽ chia đoạn này ra làm 3 phần. Rồi. Cái cửa tay ha. Cửa tay là 12 xăng. Bạn sẽ giảm tay lên cho mình là 0,5 xăng. Mình sẽ giảm phần tay trước cho mình là 0,5 xăng. Đây là phần tay trước. Rồi phần cửa tay thì bạn chừa cho mình là 1 xăng. Phần sườn thì bạn chừa bằng với sườn áo ha. Áo chừa 1,5 phân thì cái sườn tay mình cũng chừa 1,5 phân. Rồi vòng nách thì bạn chừa cho mình là 1 xăng. Tiếp theo thì mình sẽ cắt cái phần váy thân dưới ha. Thì đầu tiên thì bạn chia cho mình cái phần eo này ra làm 3 phần ha. Rồi ba cái điểm này là nơi giao nhau của hai ly châu lại ha. Thì mỗi cái khoảng ly vậy là khoảng 5 phân. Kể cho mình đường 5 phân ha. Bạn chia cái đoạn này là cái khoảng cách bao nhiêu á thì cái ly của mình sẽ là bấy nhiêu ha. Ví dụ như cái eo lớn hơn nó ra là 16 chia 3 thì nó ra năm mấy, 18 thì ra 6, thì mình làm ly 6 phân. Mình chia mà ra được mấy thì mình cứ làm ly mấy phân ha. Thì bạn gấp lại ha. Mình gấp cái này là của phân nửa ha. Phân nửa của cái phần váy thân trước.
Đó. Là mình xếp được một cái ly này ha. Một cái ly là bên đây á, nó trâu vào ngay cái điểm này á, là nơi giao nhau của hai cái ly ha. Đó. Có nghĩa là một phần của bên đây là nó trâu vào ha. Thì tiếp tương tự á, thì mình cũng sẽ làm nơi giao nhau của cái chỗ làm dấu này ha. Thì dĩ nhiên thì ngay cái điểm này thì nó cũng sẽ có một cái ly trâu lại nha. Thì mình sẽ xếp ngược trở lại. Thì bạn cứ vẽ cho mình tiếp 5 phần. Thì mình sẽ xếp cái ly này, nó trâu vào cái ly này. Đó. Rồi. Thì được điểm thứ nhất đây. Đây một điểm ha. Thì mình trông ngược trở lại thì cái phần ly này nó phải đối xứng với cái này ha. Thì cái phần này mình sẽ xếp ngược trở lại thì nó sẽ trâu vào. Thì tương tự thì mình cứ vẽ tiếp 5 ly, 5 phân. Đó, mình sẽ bén ngược trở lại. Đó. Phần ly này nó sẽ nằm xuống dưới ha, để nó đối xứng với cái ly mình vừa xếp. Rồi. Rồi, như vậy là mình đã đi được tới bên được eo rồi ha. Thì bên đây á, khi mà cái thân sau á, cái ly này nè, nó xếp ra đây thì bên thân sau nó xếp trâu ngược trở lại ha. Thì đây điểm giao nhau của cái ly nằm ngay bên đường sườn này. Giờ mình sẽ vẽ cái phần xòe ha. Giờ mình đặt cái thân trước này lên để mình vẽ cái đường eo. Và bắt đầu mình sẽ tính chiều dài của váy nha. Cái phần ở trên này á, là phần eo của mình tính nó là 27. Thì cái váy của mình 75, 75 trừ 27 thì còn lại là 48 ha. Mình sẽ lấy chiều dài là 48.
Rồi cái phần tùng quấy của mình á, bạn cộng cái độ xòe vô ha. Bạn muốn xòe nhiều thì mình cộng nhiều, muốn xòe ít thì mình cộng ít. Ở đây mình sẽ cộng thêm là 8 xào ha. Mình sẽ vẽ xéo lên trên đây. Vì cái phần xéo này nó là nó sẽ là cái vảy hơi xiên ha, nó xéo. Nó sẽ có cái độ rũ. Cho nên là mình sẽ vẽ ngắn hơn bên này 2 xăng. Bên đây là 48 thì bên đây mình lấy là 46 ha. Để khi nó đổ rũ xuống là vừa. Rồi bạn sẽ đánh. Vậy là mình đã cắt xong được cái phân nửa của cái tùng váy thân trước ha. Nè cái phần này ha. Bên đây là 48, bên đây là 46. Bạn sẽ đánh ha. Đây nè, bạn sẽ đánh. Đó. Rồi qua bên đây. Cái này là gần như góc vuông ha. Rồi. Khi mà mình cắt á, là bạn cắt thẳng cái miếng giấy này ra. Cái bên đây là sẽ là đoạn xếp đôi. Và khi xếp thì mình sẽ xếp bên đây là đối xứng với lại bên đây ha. Ví dụ bên đây xếp qua đây thì bên đây nó sẽ xếp ngược lại. Đó. Rồi. Bạn sẽ chừa đường may ha. Đây là 1 xăng. Bên đường sườn là từ 1 xăng rưỡi đến 2 xăng. Và dưới cái lai bạn chừa cho mình 2 xăng. Tương tự thì mình sẽ vẽ cái thân sau. Thân sau thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà mình sẽ lấy cái thân sau đặt lên trên này ha. Cái chỉ khác ở phần trên này thôi. Trên đây thì nó thẳng, bên đây thì nó có hơi xéo xuống một phân. Thì mình cũng đo chiều dài từ ở bên đây xuống đây xuống 48, bên kia là 46, rồi mình cứ vẽ như vậy thôi. Nhưng mà cái phần của cái thân sau này là cái phần có dây kéo, cho nên là cái phần dưới này á là bạn sẽ cắt thân sau á là hai miếng, bạn chừa đường may ha, đã là đường xẻ ra. Và bạn chừa đường may, thân sau bạn chừa đường may là mỗi bên 2 phân. Thì cái ly nó cũng xếp, sau khi mình may dây kéo rồi thì cái ly nó cũng xếp đối xứng giữa dây kéo ha. Dây kéo nằm giữa thì mình sẽ xếp đối xứng lại với nhau. Với nhau. Rồi, phần váy, tùng váy và phần thân áo. Thì cái này là mình may nẹp ha. Cho nên thì bạn sẽ cắt cái nẹp cho mình. Bạn cắt nẹp cho mình được khoảng là 4 xăng. Từ 4 đến 5 xăng ha. Phần phấn đỏ đây là phần mình sau khi mình cắt cái thân áo rồi thì bạn sẽ cắt cái nẹp này ra để mình đặt lên keo mình cắt nẹp ha.
Tương tự thì thân sau cũng vậy. Thì mình muốn nẹp lớn nhỏ thì mình điều chỉnh ha. 4 phân, 5 phân. Đó, mình sẽ cắt nẹp lên trên keo rồi mình đặt lên giải mình ủi ha. Rồi, khi mà cái thân áo đã chừa, cái cọn áo đã chừa 0,7 cm thì cái nẹp mình cũng chừa 0,7 cm. Y như cái thân chính ha. Rồi. Phần cắt của cái váy mà này đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.